mấy lấy người này cho quay mà ai quay đó mấy khách mà quay gì đó mấy mấy nghệ sĩ quay cho khách đó hả? Dạ. À, quay bên mình đó hả? Đây là anh Quy Sang với chị anh Linh Tý và chị Ly nè, con đại chị Loan đánh cho đến chị à, là chị Loan đánh chị đến chị đang anh đi Quy Sang cũng ha. Dạ được. Đó, anh thì đâu tâm sự đợi chị Loan đến rồi cũng được. Còn 2 phút nữa. Đâu tiếng gì là đông trong trở lại là các bà chị đô ngày nay ngày 1 tháng 5 là các nhà 1 tháng 5 rồi để cái trà ngộ thì anh chị cũng hội ngộ cùng anh em chị để có Minh Tý nè, Minh Tý Bích Trâm á, câu của nghệ sĩ Linh Tâm á. Còn cái chị Ni là chị Hồng Loan, biết Hồng Loan câu rồi chữ lên đó. Chị Ni là người đại diện cho Hồng Loan. Đi trên xe không bao giờ chuẩn bị là những cái
Đây quán Bến Thiền. Đây là địa chỉ quán ha. Còn cảnh luôn. Có cái nhà hàng là Sảnh Bến Thiền đó nha. Đặc biệt những món sao biển, hải sản, cá, rồi có chợ mẫn hoàng món khác thôi tướng chị ơi. Ừ, đứng ngoài ăn luôn nè đi. Đứng không? Dạ, đứng khúc ngồi ăn luôn nè. Dạ chưa. Quán này rất là đặc biệt cả nhà, thân cận và gia đình đó cả nhà, rất là lý thú luôn ha. Chưa thấy chị Loan đấy nghe, có lẽ là chị Loan bị cảm nghe nói thông tin là chị Loan bị cảm thì chị Loan cũng không có đi. Hồi chiều chồng Loan cũng ghé lại tại cửa hàng Hồng Mơ, nhưng lại đó là chị Loan cũng quay về với chú anh chị. Hiện tại bây giờ thì mấy chị đang ở đây, em 1 năm đây, 1 năm tháng 5 hả chú chị. Những món ăn hải sản. Thank you.